Vai anh, em khóc trên vai anh. Một lần cuối cùng. Ủa đâu có chết đâu mà lần cuối cùng. Thôi hôm nãy giờ vui đủ rồi. Lâu lắm rồi đó. Chia tay nghe mình. Mình đừng có khóc nữa mà. Càng khóc cái miệng em càng méo khó coi lắm. Ôi, em khóc như vậy làm sao anh bước đi cho được. Em biết không, nước mắt của em là nước mắt người dở hiền, xỏ xuống bờ dải mái tóc người dở trẻ. Gì khóc nữa. Sẽ giữ lại cổ xe độc mã của anh. Em đừng làm như chúc anh đài tông tiện lương sơn bá. Anh đâu phải là người bị lĩnh truy nã mà em sợ mất anh khi em có nửa đời hương phấn. Thôi em đừng buồn, cứ xem ngôi nhà của ta là quán khuya sầu diễn khách đêm nay. Tình của ta như nửa bản tình ca lúc anh đưa em về quê mẹ. Phải rồi anh ơi, ngày anh xa vắng sàn khôn nên em nghe lời mẹ, em lấp thảm giảm sầu đành chịu xa anh một đôi ngày để anh đi học hỏi những gì chưa biết. Em đang buồn rầu vì sắp phải chia ly, vậy mà anh nói nào là chim đùa, chim hót, chim cười, chim vui, vậy là anh đâu có thương em đâu. Anh thương chim chứ anh đâu có thương em đâu. Có mà, anh muốn nói thương em mà, tại vì anh túng văn anh mới nói thương chim, nhưng mà cũng có ý nghĩa vậy. Thương chim á là thương em đó. Anh muốn cho chim hót cho em vui, để em không còn khóc làm nũng chí người đi. Người ta nói ngồi buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Em đang buồn á thì chim có vui sướng gì đâu mà hót. Chàng ơi, thằng hai. Dạ. Mày chưa đi sao? Dạ thưa mẹ, vâng lời mẹ, cũng định làm kẻ phiêu bạt giang hồ một chuyến, nhưng mà bị mắt em là bể quan cừu nên chưa có đi được. Rồi, như vậy là trụ dương mê đắc kỷ phải không con? Nếu không thì cũng hán, để coi hán gì đây nè. Đế hán đế lụy chi quân. Hèn hạ lắm con. Không được, con phải kiếp lên đường, đi cho biết đó biết đây, ở nhà với vợ rồi biết ngày nào khôn. Mẹ ơi, vậy là kể từ đây. Từ đây sao? Đêm gió hồi từng cơn, gió lặng về từng cơn, nhớ chồng đi ở phương xa. Đêm con ngắm sao trời, tay lòng thương nhớ vô vàng người xa vắng. Anh ơi nhớ gì về anh, với cười niềm ngày xưa, nhớ ngày hai đứa thương nhau. Thương nhau hoài. Sao này
không thành thì đành đôi ngã chia ly, chớ đừng ngu sầu mà chi. Nối lại tình ta. Không, không phải. Dạ. Con ơi đừng nên lưu ly. Dạ. Không. Dạ con. Không. Con. Con ơi đừng ôm nhau nữa. Dạ. Không. Con. Không. Con. Con lên đường. Nên mặc. Nín được nãy giờ rồi. Em không có hóc nữa đâu. Mình ơi. Ơi. Mình đi nhớ về cho sớm nha mình. Ừ. Mùa đông đến rồi ngủ mình lạnh lắm mình ơi. Không có khóc thì em phải cười lên cho anh điên dạ chứ. Em cười cho mình yên dạ hả? Cười coi. Vâng, em nghe lời mình, em cười cho mình yên dạ lên đường nha mình. Ừ. Trời ơi, con vợ của tôi nó cười giống mẹ quá à. Dạ, thưa mẹ con đi, anh đi nha em. Em tiễn anh lên đường. Chỉ làm trai quyết không trong lời dân. Đường dài hùng hột bước đi không lo sợ chi. Vượt bao gian khó bao núi cao sông dài. Em ơi chớ nên buồn đau. Xin tạm biệt. Không tiện. Từ ngày anh ấy ra đi đến nay đã 48 giờ 18 phút 8 giây. Em cứ ra vào thơ thẩn ngày quên ngủ, tôi quên ăn, sáng không nhớ đánh răng, chiều quên rửa chén, thân xác gầy mòn mất mấy kilo. Thôi hết rồi người đã xa tôi, quên hết lời thề ngày xa xôi. Ngày bên nhau nay chỉ còn là niềm thương đau. Sao tình yêu quá ra hồng sâu, sao dịu em quá ra nghẹn ngào, sao cuộc đời thua đây vắng tanh, rạc rào mưa rơi rất nhanh, lạnh lùng mưa xin áo anh lầy lội qua buôn lối quanh, gần đường để tối tăm, đừng dừng bên mấy tranh thương giờ tôi sang ngóng chiều chờ. Mẹ ơi, mẹ, mình ơi, anh về rồi đây nè. Tiếng của chàng, chàng đã về. Mình. Mình ơi, hai ngày hai đêm xa vắng, anh muốn biết cảm tưởng của mình như thế nào, có nhớ có thương anh, có chờ có đợi anh, có xót dạ đau lòng không hỡi em yêu. Anh ơi,
Khi nhà này thiếu bóng của anh thì nhà trở thành quán tàn trống lạnh. Giường ngủ không có anh, giường chẳng khác nào như bãi tha ma lạnh lẽo. Ngày thì ngày dài thấm thầm, còn đêm thì em nhớ ngày xưa. Ngày xưa đôi ta chung nón, đôi ta chung đường. Lên sao lên nắng, đôi ta cùng sánh, đôi ta cùng thương. Đường qua nhà em nghiêng nghiêng sân nắng, nghiêng nghiêng mây hồng. Tội nghiệp vợ tôi vô cùng luôn á. Vậy là anh biết chắc rằng những ngày không có anh á thì chim ở trên cành cũng biến hót phải không em? Mai là anh về kịp lúc, nếu không á thì chim kia sẽ chết tức chết tưởi, chết âm thầm dưới lớp cỏ úa rêu phong. Nay có anh về, chim sẽ hát ca không mệt mỏi. À quên nữa. Gì em? Hai ngày đi đó đi đây, anh đã tìm học được gì anh kể lại cho em nghe đi. Toàn là những điều hữu ích, nhưng ân ý nhất á là vật này. Cái gì vậy? Anh đem về cho em xem nè. Vật, vật gì đó anh? Những nàng tiên yêu kiều diễm lệ. Anh định đem họ về đây để bỏ vào trong khung treo lên vách, như là nhà mình có thêm người bạn mới vậy mà. Trời ơi, hai người đẹp. Ở đâu anh có hai tấm hình này người ta tặng cho anh phải không? Sao, thấy thế nào? Hình đẹp như vậy đó em có vừa hí không? Đồ phản bội. Gì vậy? Đồ gian dối. Tại đó có cái gì vậy? Đồ lường gạt. Cái gì á? Ra đứng gần cái trội với cái mỏ của mày bây giờ. Trời hổng hổng. Xin lỗi đi. Tưởng đâu cho anh đi ra ngoài để học khô một dãy người ta, ai về anh mang hình của nhân tình về đây trêu tức tôi nữa. Phải mà, đẹp quá mà. Má phấn môi son, tóc uống quăng, miệng cười te tét à. Ghen. Gì cây cục vậy? Không có ghen mà ghét à. Gì cây cục rảy? Thôi nín đi. Em hỏi anh nè. Sao nỡ đành phụ nhau, đem chôn vùi mối duyên ban đầu. Gì ta? Cho vẫn dương sầu, từ xưa chuyện tình nào, chẳng để buồn về sao, ngàn trái gieo đau khổ. Mô Phật, lần gặp nhau đây đâu phải ở chùa. Thôi đi, đừng có chọc tôi nữa. Nói đi. Đến gì? Tôi biết rồi. Trời ơi, thấy cái mặt tái tái rồi tôi biết rồi. Có lẽ mấy ngày nay tôi xa vắng hơn. Cô ở nhà cô sang ngang rồi phải không? Thấy tôi về cái làm bộ ghen bóng ghen gió để tôi không nghi ngờ chứ gì. Trời ơi, làm sao qua mắt thần tôi được. Ê, bộ định chụp mũ hả? Không phải là chụp mũ. Nhưng mà sao? Tôi nghi cái gì là có cái đấy mà. Cái gì mà nghi? Tiếc quá. Tiếc cái gì? Ta tiếc cho em trong cuộc đời làm người. Ta xót xa thay em là một cánh hoa rơi, loài người vô tình dẫm nát tim tôi, loài người vô tình dài xéo lên tôi. Em dám bỏ tôi, em quên tôi, tôi đạp hết, tôi sẽ đạp hết. Trời ơi, anh định làm vậy không? Tôi sợ anh á, anh định đập cái gì? Đập cái này. Đập vỡ cây đàn này, lên đời đập vỡ cây đàn này. Đừng anh. Người ơi, người ơi. Đập vỡ cây đàn này, buồn ơi, làm sao để vui? Đập vỡ cây đàn dần đời đổi trắng thay đen, dần đời trở như bàn tay. Trời ơi tôi làm, tôi đã làm, trời ơi tôi làm. Trời ơi, la nữa đi, la cho đứt gân cổ chết luôn đi. Khàn tiếng. Không thèm can nữa đâu. Đúng rồi, tôi đã làm, tôi làm một người giàu đổi bạn, sang đổi vợ cũng như là anh đó. Hả? Anh mới trúng được có hai mùa lúa mà anh đã bày đặt kiếm thêm rồi. Sao không dẫn họ về đây luôn đi, lấy hình kỷ niệm chi để trêu tức tôi chứ. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Hình, hình biết không, đây là hình. Hình gì? Đây hình. Nè, cô viết gì ở sau tấm hình nè. Trời, phải mà tôi biết chữ hả? Tôi đọc coi mấy con nhỏ này nó nói cái gì với anh. Chắc là em yêu anh yêu em gì đây nè. Trời ơi, tức quá trời ơi. Đừng có la nữa.
nữa em ơi, bình tĩnh nghe anh loi. Tay chân của tôi nó lạnh hết rồi nè, anh đừng có nói gì nữa hết á. Thà anh đứng lặng thinh và anh nhận lấy tội tình của anh đi, như vậy mà tôi còn đỡ buồn đỡ hổ. Anh biết không? Nói mới biết. Tôi đã yêu anh từ muôn kiếp nào, cho dấu mai sau đời nhiều khổ đau. Biết rằng chẳng được gần nhau, đừng đem cay đắng cho nhau, cho cùng đàn nỗi nhịp thương đau. Không em đừng nói vậy, em quên rồi sao? Từ ngày hai đứa yêu nhau mong ước thật nhiều, từ ngày hai đứa yêu nhau mong ước bao nhiêu. Mong vàng hai đứa có chỉ là quá xa xôi, ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một tấm liều tình, đời mình đẹp mãi với tấm liều tranh. Thôi hết rồi, hỏi bản tình lang ơi, tôi biết yêu anh tình tôi lâu làng, tôi biết yêu anh tình tôi dở dang, cũng đành chấp nhận một ta. Trời ơi trời, ít nhất em phải để cho anh nói chứ. Nín đi, anh là người chồng tội lỗi, anh không có được quyền nói gì hết á. Tôi mời mẹ ra đây cho mẹ phân xử, để cho anh nói thế nào cho biết à. Mẹ ơi, mẹ ơi. Cái gì, từ từ đừng có mẹ kêu mẹ ơi. Em mẹ ơi. Mình giải quyết được rồi kêu mẹ chi vậy? Mẹ, trời ơi, cái gì mà kêu réo tòm giấy vợ chồng thằng hai. Ủa, mà giàu nào vậy? Dạ. Rồi vợ thằng hai sao khóc vậy? Ninh, nói má nghe coi. Con tức tuổi mà. Trời ơi, chuyện gì tức tuổi dằn lợi con. Mẹ ơi, chồng con. Chồng con làm sao? Chồng con có vợ khác rồi á. Thằng hai ba con lượt á. Trời đất thánh thần ơi, thiệt vậy không ai? Dạ đúng. Chắc như mẹ nó còn gì nữa mà mẹ hỏi. Vậy sao mà con không khóc, con không khen cho được à? Người ta đó, người ta tặng hình cho ảnh rồi ảnh đem về đây nè. Mẹ ơi, trời ơi, sao vậy hai? Sao con nỡ đành quên đi 10 năm tình cũ, để cho vợ con phải khóc thầm rồi gọi nhau là cố nhân. Con ghi chi đôi ngã chia ly, như vậy là tình có như không, còn đâu là túp lều lý tưởng. Mà hai đứa bay ra thường ước mơ trong lúc hẹn hò. Mẹ còn nhớ, nhớ ngày xưa con nói với vợ con rằng, mẹ nhắc lại lâu quá quên. Nếu hai đứa mình không về cùng chung lối đường, con nhớ rồi, thì dù hoa thắm chỉ là màu thắm không. Nếu hai đứa mình trời ơi khổ quá, con đâu có yêu ai hoài yêu vợ con đâu. Thôi đi, còn chối nữa hả? Chứ mấy nhỏ nào đây ạ? Đâu, mấy nhỏ nào đâu? Đây nè, hai cô nào cũng đẹp giang trời xanh luôn á. Đâu đâu đâu, đưa mắt coi coi. Đây nè, mấy con nhỏ đó đẹp cỡ nào lận, mà thằng hai nó mê đến đổi bỏ vợ quên con làm sao. Hai tấm hình này đấy không? Dạ. Để tao coi coi. Trời ơi, hình chụp sẽ ẻo qua ẻo lỡ. Con nhỏ này coi nó già chát gì, cha cái miệng nó méo gì, cu lên nhọn nhọn, sao tao coi nó mất cảm tình dữ à. Không được, con nhỏ này tao không chấm rồi. So với vợ thằng hai, con nhỏ này thua xa lắc xa lơ. Còn cái tấm hình này đưa tao coi. Được à nha. Cha mẹ ơi, cái con nhỏ này sao cái miệng nó cười có duyên quá. Mẹ, lũng hai đồng tiền. Ôi vợ thằng hai ơi,
mắt sáng mũi cao má lúng đồng tiền. Con cái nhà ai mà đẹp quá chừng chừng vậy nè trời. Trời ơi. Cái gì? Ủa gì hoài vậy? Trước mắt tôi là cả một bầu trời sụp đổ. Đâu có sụp gì đâu. Trên giặc tình tôi là người ôm lấy thất bại chuột cây. Phải. Mẹ khen nhân tình của chồng con đẹp như vậy là đẹp tôi. Con. Trời con. Mẹ ơi vợ con xỉu đâu. Tỉnh lại em ơi, trời ơi, tỉnh lại em ơi, tỉnh lại em ơi. Đáng sợ thay cho sức mạnh của tình yêu. Hồi còn con gái tôi đâu có tệ như cái con nhỏ này vậy. Tội gì phải xỉu. Đàn ông con trai không chung thủy với vợ á thì mình cứ chặt đẹp và ra tòa ly dị. Đường ai nấy đi, chứ đừng bao giờ nói nếu một ngày không có anh thì niềm cô đơn dài như năm tháng, như mùa thu chết như lá thu rơi. Nếu ngày ấy mình đừng quen nhau thì ngày nay có đâu buồn đau, nhưng khi mình xa nhau có đâu buồn đau. Nghĩ vậy. Ủa, vợ con đang trong tình trạng này sao thấy mẹ tỉnh bơ vậy mẹ? Ôi, nó là màu cải lương đó con ơi. Không có chết chóc gì đâu mà con sợ. Đúng, con chưa chết đâu. Vì con giận thối đời nên con phải sống chứ. Sống để nói với chồng con rằng em muốn nói gì? Được, đường tương trao tàu hủ dưa leo. Nó có lộn không? Không phải, cái này mới đúng nè. Đường thương đau đầy ái nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người. Trong thói đời cười ra nước mắt xưa trắng tay gọi nhau bằng nữ giờ. Giàu sang quên kẻ tâm giao, còn gian dối cho nhau. Mẹ ơi, mẹ có biết rằng con đang đau khổ đến mức nào không? Từ khi mẹ chồng của con biết chồng của con có nhân tình khác thì mẹ khuyên anh ấy một đôi lời cho anh thức tỉnh để trở về với con. Đằng đây mẹ còn khen vợ bé của anh cười duyên như trời ơi là trời. Con không có biết lòng của mẹ đối với con như thế nào đó trời ơi. Con không biết sao con? Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình rạc rào. Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Lòng mẹ mãi như đông lúa chiều rì rào. Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng. Mẹ yêu vợ bé của chồng con. Sao con biết đây là vợ bé của chồng con? Thì mẹ xem ở phía sau hai tấm hình đó, họ viết những lời yêu thương tha thiết kìa. Đưa đây má đọc coi. Nè, tao đâu biết chữ đâu, mày đọc tao coi. Sao mà yêu thương tha thiết dữ vậy, đọc nghe coi. Con biết nó rồi, nó không biết con cái chữ hả? Tao hiểu rồi, hai người không ai biết chữ hết phải không? Đưa tao đọc cho. Trời đất ơi, vậy mà cũng là nãy giờ ôm sầm à. Đọc cho mẹ nghe đi con. Dạ, con đọc cho mẹ nghe nha. Nữ nghệ sĩ Hồng Nga thân tặng khán giả. Ủa? Còn tấm hình này nè, nữ nghệ sĩ Thanh Hằng thân tặng khán giả. Ủa? Hai tấm hình đó là hai tấm hình nghệ sĩ cái lương đó hả? Ờ. Hèn gì. Hồi nãy tao nhìn tấm hình cái sao tao thấy nó quen, thiệt là quen vậy đó. Nhìn tấm hình Hồng Nga phải không? Trời ơi, cái miệng mã hô hô là biết bả rồi, chứ còn gì nữa, cái mặt dữ gần chết đâu là thấy không? Tao nhớ rồi. Dạ. Cái cô Đào Hồng Nga đó phải không? Dạ. Chuyên môn đóng vai bà già đó không? Ừ. Ca là mùi tận mạng đó phải không? Để nhờ cái miệng hô á. Còn khi cổ hát mấy vai hề á, cũng làm cho thiên hạ cười bể bụng nữa phải không mày? Đó, thường xem TV thấy đó. Trời, con cũng nhớ rồi á. Cái gì Thanh Hằng á? Thanh Hằng con thấy ở trong cái máy truyền hình nè, đằng nhà bác Tám hoài à, con kêu cổ con có biết kêu con. Biết mẹ với em á thích nghệ sĩ biết không? Cho nên anh mua một số hình đem về nè để cho mẹ và em biết mặt. Còn đây nữa nè. Thôi, mày đừng đem ra nữa.
đẹp mà cỡ Hồng Nga đó, vợ mày còn đổ ghè tương cỡ đó. Chứ đẹp mà cỡ Mỹ Châu, Thanh Thanh Tâm hay là Lệ Thủy nghe. Thôi rồi, kể như cái nhà này trắp gấp luôn. Tất cả chỉ vì thiếu học, kém hiểu biết mà con đã ghen lầm. Mẹ đã nói với con nhiều lần mà con không nghe. Không biết chữ thì đi học. Nếu mày nghe lời tao thì đâu có chuyện ghen lầm như vậy. Thôi mày đi học, đặng cho tao theo mày tao học tiếp luôn. Dạ, kể từ đây con xin nghe lời của mẹ đăng ký học lớp đêm. Xin lỗi chuyện này ngay cho em với mẹ nha. Để là em không có khổ tâm một lần nữa thì chuyện ghen lầm, hiểu chưa? Thằng hai. Dạ. Mày ghi tên cho tao luôn nghe mày. Dạ.